Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh của mình. Bức tranh ngày hôm nay mà mình muốn tô màu và giới thiệu đến các bạn đấy là bức tranh về một chậu cây như này nhá. Cũng có những lá cây rất là nhiều chi tiết và rất là đẹp này. Còn bên trong lá thì có rất nhiều những cái lá con và có những phần được tỉa rất là đẹp. Mình sẽ sử dụng những cây bút màu chì màu này của mình để tô màu cho bức tranh này. Hãy cùng theo dõi video này cùng với mình nhé. Phần thân của những cái cây này thì mình sẽ sử dụng cái bút chì màu nâu này nhé. Những cái phần thân này thì mình sẽ tô hoàn toàn bằng màu nâu. Mình sẽ tô thêm màu nâu này thật đậm cho phần thân của những cái lá này. Ở phía sau thì cũng có những cái phần thân của cái cây hoa này nhá, mình sẽ trang trí thêm. Những cái lá của cái cây này thì mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho cái cây này nhá. Những cái lá bên này thì mình cũng sẽ tô màu hồng luôn. Mình sẽ thể hiện cho những cái lá cây này màu hồng. Còn nhiều không? Còn nhiều chanh không? Còn nhiều chanh không? Nhiều. Nhiều. Một cái cây mà khá là nhiều những cái phần rễ bên trong, mình sẽ tô cẩn thận một chút nhá.
Những cái lá phía sau này thì mình cũng sẽ tô màu hồng luôn. Mình sẽ tô màu đỏ, màu hồng này cho những cái lá này thật là đẹp hơn. Tạt gì chị? Đây. Và bức tranh về chùm cây này đã được mình tô màu xong với những cái lá cây mình tô màu đỏ nhá, để tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.